Namaste. Chào mừng các bạn đến với chương trình Khỏe đẹp cùng Yoga. Tôi là Master Vishwa, giám đốc kiêm người sáng lập trung tâm V-Yoga World. Hôm nay chúng ta sẽ tập một số động tác cơ bản, đồng thời tập cho phần bụng của mình, giúp chúng ta đốt cháy phần năng lượng dư thừa ở phần bụng. Đầu tiên, đó là một kỹ thuật dành cho mắt. Như các bạn đã biết, một số người có một số vấn đề về phần mắt và họ phải đeo kính. Họ không biết phải chữa trị bằng cách nào. Tuy nhiên, ở yoga chúng ta có rất nhiều bài tập dành cho phần mắt, như các bệnh cận thị, viễn thị, mù màu, quáng gà. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một kỹ thuật rất đơn giản. Và khi chúng ta tập bất cứ những bài tập nào, thì tôi khuyên các bạn đừng nên đeo mắt kính hoặc là cộng tác lên. Và bây giờ các bạn hãy đặt hai bàn tay lên hai đầu gối, cột sống giữ thẳng, hãy thả lỏng đôi vai. Ở đây chúng ta hãy mở mắt to và rộng ra như thế này này. Bây giờ hít vào, chúng ta nhìn lên trên. Thở ra nhìn xuống. Hít vào lên. Thở ra xuống. Chúng ta chỉ di chuyển phần mắt của mình thôi. Hít vào lên. Thở ra xuống. Hít vào lên. Thở ra xuống. Ở đây chúng ta đừng di chuyển phần cổ của mình, chỉ di chuyển phần mắt thôi. Hít vào lên. Thở ra xuống. 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 Chúng ta hãy nhắm mắt lại, thư giãn mắt của mình. Bây giờ chúng ta hãy duỗi chân ra nào. Cột sống giữ thẳng và nhẹ nhàng cong chân của mình lại. Các bạn nhẹ nhàng cong chân phải lại. Đơn giản thôi. Các bạn hãy nhớ đừng cong lưng của mình nhé. Các bạn hãy đẩy phần lưng dưới của mình lên và vai đẩy ra phía sau. Và bây giờ sẽ làm một bài tập, tập cho cả ba phần. Thứ nhất đó là phần khớp hông, khớp gối và khớp cổ chân. Hãy ôm phần đùi bên phải của mình nào. Cột sống giữ thẳng, nhìn về phía trước. Và ở đây khi chúng ta hít vào, chân phải của chúng ta thẳng ra. Và chúng ta cố gắng kéo mũi chân về phía của mình. Thở ra nào. Hít vào chân đưa lên. Thở ra chân hạ xuống. Hít vào đưa chân lên. Thở ra chân hạ xuống. Hít vào đưa chân lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào đưa lên. Thở ra hạ xuống. Hai nhịp nữa thôi nào. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Giữ ở đó nào. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng giữ chân phải của mình được thẳng, đồng thời kéo mũi chân về phía mình. Khi chúng ta kéo mũi chân về phía mình như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận ở phần dây chằng và phần bắp chuối của chúng ta đang được kéo ra. 4. Hãy tập trung vào ngón chân cái bên phải của mình nhé. Thư giãn nào và hãy nhớ giữ cho gương mặt của mình vui vẻ nhé. 2. 1. Bây giờ nhẹ nhàng thả phần chân phải của mình ra và ôm đùi bên trái của mình. Vai giữ thẳng nào, hít vào. Chúng ta nâng chân trái của mình lên. Và khi chúng ta duỗi thẳng chân như vậy, chúng ta hãy cố gắng kéo mũi chân về phía của mình. Cột sống giữ thẳng, nhìn về phía trước. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào.
Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Inhale. Và bây giờ hít vào. Giữ ở đó. Khi chúng ta tập động tác này, có thể chân của chúng ta bị rung. Các bạn đừng quá lo, hãy để cho nó rung nhé. 3 2 1 Và bây giờ hãy thư giãn phần chân trái của mình đi. Và bây giờ sẽ là bài tập dành cho bụng, để giúp chúng ta đốt cháy phần năng lượng dư thừa ở bụng của mình, và đồng thời massage thư giãn cho các bộ phận ở bên trong vùng bụng, ví dụ như tuyến tụy, gan và thận. Và bây giờ hãy giữ cho phần cột sống của mình luôn thẳng. Hít vào. Giờ hai tay lên. Kéo hai tay, kéo hai vai của mình lên phía trên. Hãy tưởng tượng như là có ai đang kéo hai tay của bạn lên phía trên vậy. Khi chúng ta thở ra như vậy, thì phần eo của chúng ta xoay sang phải. Chúng ta hạ các khuỷu tay của mình xuống. Hãy thư giãn và cúi đầu của mình xuống nào. Nếu như có thể, thì hãy chạm trán xuống sàn nhà. Còn nếu như không thể, thì để ở tư thế này cũng được rồi. Chúng ta đang massage cho các bộ phận ở bên trong của cơ thể. Hãy giữ ở đây trong vòng 4 nhịp nào. 5 4 Nếu như không thể, thì các bạn có thể nâng phần mông của mình lên. Còn nếu như được, chúng ta hãy cố gắng giữ như thế này. 3 Các bạn thấy không? Chúng ta đã hoàn toàn xoay phần bụng của mình. 2 1 Và bây giờ chúng ta nhẹ nhàng trở lại nào. Cùng kéo người ra như vậy. Bây giờ chúng ta hãy xoay sang bên trái. Các bạn thấy không? Hãy cố gắng thư giãn cho phần vai nào. Các bạn hãy tưởng tượng nó như thế này. Khi chúng ta vắt chiếc khăn của mình như thế nào, thì chúng ta hãy xoay phần bụng của mình như thế đó. 4 3 2 1 Và bây giờ thì hãy nhẹ nhàng trở về. Kéo người về phía trên. Nhẹ nhàng thả lỏng hai tay. Bây giờ thì hãy hạ khuỷu tay của mình xuống sàn nhà. Và chúng ta hãy bắt đầu thư giãn. Với tư thế này, chúng ta hãy chạm lưng dưới của mình xuống sàn nhà. Các bạn duỗi chân ra nào. Các bạn thấy không? Khi chúng ta duỗi chân ra, tức là chúng ta đang tập cho phần bụng của mình đó. Và chúng ta hãy cố gắng tập trung hoàn toàn vào phần ngón chân cái. Tốt lắm. Có thể là chúng ta sẽ cảm thấy chân của mình rung lên. Hãy để cho nó rung. 3 2 1 Và bây giờ thì hãy nhẹ nhàng trở về. Ôm đầu gối của mình nào. Thả lỏng phần cột sống. Thả lỏng phần bụng. Và hãy cúi mặt xuống. Khi chúng ta tập bất cứ bài tập nào cho phần bụng, thì phần bụng của chúng ta luôn cần được thư giãn. Và tất nhiên sẽ có một bài tập dành cho phần bụng để thư giãn cho phần bụng của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đã đến với một số bài tập mới, đặc biệt đó là bài tập dành cho mắt. Với bài tập xoay mắt này, các bạn có thể tập vào mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy. Tôi hy vọng các bạn cảm thấy thích thú với bài tập ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai cùng giờ và cùng kênh. Namaste.